Chúng ta cùng quay trở lại với bài học số 75, phần trải nghiệm cuốn sách Quy luật đánh vần tiếng Anh. Và trong bài học này chúng ta sẽ xem quy luật của hai từ trên màn hình như sau. Theo các bạn thì hai từ này các bạn thường đọc nó là gì? Hay nếu đây là lần đầu tiên các bạn gặp từ này thì các bạn sẽ đọc nó là gì? Từ đầu tiên ạ. Sau đó đến từ số 2. Rồi, và bây giờ thì chúng ta cùng vào học quy luật để xem hai từ này được đọc như thế nào nhé. Và tương tự như vậy, phần đầu tiên chúng ta có câu hỏi tư duy, đó là bao giờ chúng ta cũng cần phải đi tìm trọng âm của những cái từ tiếng Anh có hai âm tiết trở lên ở đâu, đúng không ạ? Phần thứ hai là sau khi mình biết trọng âm rồi và nguyên âm nào rồi, mình sẽ được gọi là nguyên âm đó được đọc thành âm gì, và trong bài học này liên quan đến nguyên âm o. Phần cuối cùng âm ình, đây là cái phần mà các bạn đã đang trải nghiệm những cái bài học trước đây mình đã nói thì rất quen rồi, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta vào từng phần. Phần số 1 đó là trọng âm ở đâu, thì chúng ta có như sau. Nếu từ có hai âm tiết có ình ở cuối thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết đầu tiên. Phần này các bạn đã học ở các phần bài học trước, đúng không? Rất dễ đối với các bạn rồi. Nếu bạn nào chưa học thì các bạn nhớ xem lại các phần video đó nhé. Và bây giờ chúng ta cùng xem. Với từ đầu tiên thì trọng âm sẽ rơi vào nguyên âm O, và âm tiết này bao gồm cả phụ âm C ở đây nữa. Và với từ số 2 tương tự như vậy, trọng âm sẽ rơi vào âm tiết đầu tiên rồi. NO được nhấn trọng âm. Rất dễ, đúng không ạ? Và chương trình này thì chắc chắn là các bạn lớp 4 trở lên đọc cũng có thể hiểu được. Vì vậy là nếu bạn nào chưa học tiếng Anh bao giờ cũng có thể hiểu được chương trình này một cách dễ dàng và có thể học và áp dụng được. Ở phần số 2, sau khi mình biết nguyên âm O được nhấn rồi thì bây giờ mình xem nguyên âm O đó được đọc như thế nào. Ở đây chúng ta sẽ có 3 trường hợp. Trường hợp số 1 đó là O cộng một phụ âm, lại là một phụ âm đúng không ạ? Trừ đi R cộng với ình thì O sẽ đọc thành âm O. Âm này các bạn đọc thành âm O nhé. O, O. Trường hợp số 2, một số từ có OVE thì O sẽ đọc thành âm ơ, ơ, được không ạ? Các bạn đọc giống như âm ở tiếng Việt ấy, nhưng mà chúng ta đọc gọn gàng hơn, mình đọc là ơ, ơ, đúng không ạ? Trường hợp số 3, đó là trường hợp còn lại, nó sẽ đọc thành âm O. Nó viết phiên âm giống như chữ A viết ngược này và đọc thành âm O, O, O. Vậy bây giờ chúng ta cùng xét. Với từ đầu tiên này, chúng ta thấy giữa O và đuôi ình này chỉ có một phụ âm D thôi ạ. Nên O sẽ đọc thành âm O, đúng không ạ? Và với từ số 2 thì nó là trường hợp còn lại. Tại vì sao? Thì chắc chắn các bạn không nhìn thấy OVE ở trong trong cái từ này rồi, đúng không ạ? Vậy nó không phải là trường hợp số 2 và cũng không phải là trường hợp số 1, vì vì giữa O và đuôi ình là có hai phụ âm D, nên O trong trường hợp này viết phiên âm thành trường hợp còn lại thành âm O. Và rất đơn giản, ở đây các bạn đọc là khấu phụ âm C, các bạn đã học ở bài học trước rồi. Bạn nào chưa xem thì các bạn có thể xem cái phần bài học thử, bài học trải nghiệm ở phần phía trên nhé. Và âm tiết số với cái từ số 2 thì các bạn sẽ đọc cái âm được nhấn trọng âm là nó thêm dấu sắc vào, đúng không ạ? Và được hơn nữa thì các bạn hãy đẩy cái giọng của các bạn lên, ngân lên một chút, được không ạ? Cao hơn một chút ạ. Đó, bây giờ chúng ta cùng xem. Vậy bây giờ mình còn đuôi ình nữa, và đuôi ình này rất quen đối với các bạn rồi, đúng không ạ? Nó là phần hậu tố khi được thêm vào cái từ gốc. Và từ gốc ở đây của chúng ta chính là từ code, code các bạn nhé, đó là C, O, D và E. Thì thay cái từ gốc, thay bỏ nguyên âm E đi, thêm đuôi ình vào. Đó. Và đuôi ình này thì chúng ta luôn đọc thành âm ình. Các bạn nhớ đọc thêm dấu huyền vào. Vậy bây giờ chúng ta có thể ghép lại, thay vì đọc là coding hay là gì đó, đúng không ạ? Hay là coding thì nó vẫn ngang. Bây giờ các bạn đọc sửa lại có trọng âm và ngữ điệu trọng âm, tức là chúng ta cần phải đọc có cái âm trọng âm nó cao lên đấy, đọc bổng lên đấy. Vậy mình đọc là khấu, khấu, và âm không nhấn trọng âm là âm còn lại các bạn đọc thêm dấu huyền nhé, các bạn đọc là đình. Hai âm này các bạn ghép lại đọc là khấu đình, khấu đình, đúng không ạ? Và từ số 2 này được đơn giản thôi, đây là âm o, chúng ta ghép với phụ âm n, chúng ta đọc là nó đình,
Nordic. Nordic, đúng không ạ? Rồi, vậy bây giờ chúng ta có một cái phần sơ đồ tư duy tương tự như vậy. Bài nào chúng ta cũng sẽ có thôi. Đó là phần tổng hợp lại các quy luật trong bài học này. Dựa vào từ coding như thế này thì các bạn nhớ là trọng âm của từ có hai tiết có in ở cuối thì trọng âm sẽ rơi vào âm số 1. Và O cộng một phụ âm trừ R, các bạn nhớ là trừ R nhé, tức là phụ âm đó không phải R cộng in thì O sẽ đọc thành âm O. Tương tự như vậy với phụ âm C sẽ phiên phiên âm thành âm K. Quy luật mình đã học ở bài học trước rồi, ở cái phần video phía trước rồi. Và phần tiếp theo ở đây chúng ta có là NG sẽ đọc thành âm N, đúng không ạ? Vậy bây giờ chúng ta cùng xem nhá. Cái phần thực hành này thì sau trong cái quá trình thực hành thì các bạn nhớ đây là đọc từ và trả lời câu hỏi, tức là các bạn đừng chỉ đọc không, được không ạ? Nếu mà đọc không ấy thì đã có phần phiên âm sẵn rồi, nó sẽ rất dễ đối với các bạn. Khi mà các bạn học chương trình này, cuốn sách này thì nó phần đọc phiên âm không hề khó, rất dễ, cực kỳ dễ. Nhưng để hiệu quả hơn nữa thì các bạn cần phải trả lời hai câu hỏi phần phía sau ấy. Thì đến lúc đó cái kiến thức này sẽ là của các bạn và lúc đó các bạn sẽ không chỉ đọc một từ đâu, đọc rất nhiều từ khác về sau. Tất cả mọi từ nếu các bạn được hãy trả lời tại sao trọng âm rơi vào nguyên âm o, mặc dù rất dễ nhưng cái việc mà các bạn đi trả lời câu hỏi ấy, các bạn nói ra thành thành tiếng ấy, thì nó rất hiệu quả. Và tiếp theo là nguyên âm o tại sao đọc thành âm o mà không đọc thành âm o ở trong từ, trong từng từ. Tại sao có từ O lại đọc thành âm O mà không đọc thành âm O? Đó, lúc đó các bạn giải thích chính là cái việc các bạn nói ra cái phần quy tắc, cái phần quy luật ở trong cuốn sách này nhé. Ví dụ ở đây thì mình sẽ đọc mẫu cái dòng đầu tiên, được không ạ? Dòng đầu tiên đó là voting, voting. Các bạn nhớ là trong cuốn sách này đã hướng dẫn các bạn là âm được nhấn trọng âm, các bạn đọc thêm dấu sắc để mình đọc giọng đi lên. Âm không nhấn trọng âm, các bạn đọc dấu huyền nhé. Các bạn luôn nhớ như vậy, đúng không ạ? Voting, broken, broken, choking, 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 closing, closing. Đó, vậy các từ khác các bạn sẽ đọc một cách rất thoải mái và đơn giản, đúng không ạ? Các bạn hãy kết hợp với cái phần file PDF đọc thử để các bạn có thể có cái phần danh sách của bảng từ số 1 và bảng từ số 2 như thế này thì các bạn có thể luyện đọc nhé. Xin chào và chúc các bạn tự tin đọc tiếng Anh. Và đây là bài học số 75 trong cuốn sách Quy luật đánh vần tiếng Anh. Nếu các bạn thấy chương trình này hữu ích thì các bạn có thể nhấn vào cái đường link ở bên dưới để các bạn có thể xem tham khảo về chi tiết về cuốn sách cũng như là các cái thông tin khác về đọc sách này. Chúc các bạn tự tin.